xem gì từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020 trên LA34. Hầm vũ khí bí mật, nơi nuôi dấu cán bộ, cất dấu vũ khí trong thời chiến tranh, có ý nghĩa chiến lược và minh chứng hiển hách cho mưu trí của quân và dân ta. Rừng sát Cần Giờ, nơi hoạt động của bộ đội đặc công rừng sát, diễn ra hàng trăm trận chiến khiến quân địch vô cùng khiếp sợ. Nơi Sầm Uất náo nhiệt vẫn còn lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, từ đôi tay khéo léo của những người thợ cho ra những sản phẩm đặc trưng rất riêng biệt. Mời quý khán giả cùng rong ruổi đất phương Nam vào lúc 15 giờ 15 phút thứ ba, thứ năm và thứ bảy cùng khám phá các di tích lịch sử cũng như làng nghề ở thành phố Hồ Chí Minh. Viêm xoang là căn bệnh phổ biến hiện nay. Bệnh rất dễ chuyển sang giai đoạn mãn tính nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Và khi đã là mãn tính thì sẽ phải sống chung với bệnh cả đời. Có phải như vậy hay không? Nguyên nhân gây viêm xoang là gì? Đâu là dấu hiệu dễ nhận biết? Giải pháp nào đem lại kết quả tối ưu nhất? Những cái lỗ thông xoang, một phần do nó phù nề hoặc là tắc toàn bộ thì người ta gọi là viêm xoang. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về bệnh viêm xoang trong chương trình Khỏe để sống vui qua phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khánh Nho, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện Trưng Dương thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 15 phút thứ ba và 8 giờ 15 phút thứ sáu trên LA34. Tổn thương cái niêm mạc ở vùng mũi thì lúc đó cái xoang nó sẽ bị tổn thương. Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Vĩnh Long hiện đã có khoảng 800 miệng lò. Cho ra đời, loại gốm thô không đen màu, dù đã qua lò nhưng vẫn ánh lên màu đỏ. Với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng đã giúp gốm sứ Vĩnh Long có mặt tại các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Áp dụng chương trình sản xuất lúa an toàn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất đã giúp người dân thuộc hợp tác xã Mỹ Thành, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang dần cải thiện đời sống, giúp cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Việt Nam ngày nay phát sóng vào 7 giờ 15 phút và 23 giờ 15 phút mỗi ngày. Mời quý vị cùng khám phá dòng sông Con huyền thoại, dòng sông mẹ của quê hương Bình Định và điểm khởi đầu là đầm Thị Nại. Những nét đẹp cổ kính của hệ thống các đền tháp được xây dựng bên đôi bờ sông Côn phía hạ lưu, trải qua hàng ngàn năm tồn tại. Lối kiến trúc được xây bằng gạch nung vẫn còn vẹn nguyên các chi tiết điêu khắc hoa văn, nét chạm trổ, tất cả như thử thách cùng thời gian. Tất cả sẽ có trong ký sự truyền hình khám phá sông Côn, phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút và 14 giờ 50 phút mỗi ngày trên LA34. Một công ty, trong một cái tập thể, một cái xã hội thu nhỏ, chúng ta phải làm gì để mà được đồng nghiệp thương mến, nâng đỡ mình? Mỗi ngày 8 tiếng nơi công sở, có thể nói tần suất gặp gỡ đồng nghiệp còn nhiều hơn số lần bạn chạm mặt người thân. Mối quan hệ cùng đồng nghiệp không ít niềm vui nhưng cũng không thiếu rắc rối, phức tạp. Vậy có xây dựng được các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nơi công sở hay không? MC Liêu Hà Trinh cùng các nghệ sĩ diễn viên Dân Trang, Hoàng Rapper, Kim Đào và nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ quan điểm của mình như thế nào. Cùng đón xem Sức sống thanh xuân vào lúc 8 giờ 15 phút thứ tư, 10 giờ 30 phút thứ sáu quý vị nha. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quý vị nhé.